chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Trong thời gian vừa qua, người dân thành phố liên tiếp đón nhận hai tin vui. Một là công viên ven sông Thủ Thiêm đang được cải tạo, người dân có thêm chỗ vui chơi, hóng gió. Tin vui thứ hai là xuất hiện một doanh nghiệp tài trợ chi phí cho việc xây dựng cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn, phục vụ cộng đồng, ngoài ra còn tạo điểm nhấn kiến trúc, thu hút du lịch cho thành phố. Công viên ven sông Thủ Thiêm trước đây là một khu cây cỏ mọc um tùm, rác rến vô cùng nhếch nhác, bỏ hoang lãng phí. Do đó, thời gian rồi thành phố đã cho thực hiện nâng cấp, cải tạo công viên bờ sông phía Thủ Thiêm để sánh ngang với người anh em phía đối diện. Với mục tiêu không gian bờ sông bên Thủ Thiêm sẽ hoàn thành trước Tết Dương lịch năm 2024, những ngày này, các đơn vị thi công đang tất bật thực hiện các công việc chỉnh trang. Suốt chiều dài khoảng 1 km phía Thủ Thiêm, đoạn đối diện với công viên Bạch Đằng, một không gian công cộng với nhiều mảng xanh và tiện ích đang được gấp rút triển khai, với kỳ vọng sẽ là địa điểm mới mẻ thu hút người dân và du khách đến tham quan, thưởng lãm, đặc biệt là giới trẻ. Đây là các phối cảnh của công viên sau khi hoàn thiện. Đoạn ven sông Sài Gòn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm sẽ có cánh đồng hoa hướng dương rộng từ 5.000 đến 6.000 m2. Ngoài điểm nhấn là cánh đồng hoa hướng dương, thành phố Thủ Đức sẽ dành 10.000 m2 để làm bãi đậu xe nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách đến vui chơi. Ngoài ra, thành phố cũng có các hạng mục khác gồm khuôn viên sinh hoạt cộng đồng, cải tạo bến cầu tàu, công viên ven sông Sài Gòn, nhà vệ sinh công cộng. Toàn bộ các hạng mục sẽ được thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Theo kế hoạch, cánh đồng hướng dương sẽ cho trổ bông đợt 1 trong dịp Tết Dương lịch 2024 với số lượng khoảng 35.000 cây. Tiếp đó, đợt 2 vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 sẽ được công nhân trồng thêm. Các cây hoa hướng dương này đang được ươm và chăm sóc tại vườn, thời gian tới sẽ được chuyển về công viên. Khu vườn hướng dương này sẽ nằm phía hai bên của đình An Khánh và phía trước bờ sông. Khu vực phía nhà thờ và nóc hầm Thủ Thiêm sẽ được gắn các màn hình LED khổ lớn, phục vụ tuyên truyền, cổ động và quảng cáo. Vậy là sắp tới đây người dân thành phố sẽ có thêm một nơi vui chơi giải trí, check-in cánh đồng hoa với view cực chất. Ngoài ra, công viên ven sông Thủ Thiêm còn giúp người dân có nơi ngắm pháo hoa vào dịp Tết, đẹp hơn, an toàn và văn minh hơn. Trong tương lai xa hơn, người dân sẽ có thêm một nơi vui chơi, check-in nữa, đó là cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn. Cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn, nối quận 1 với Thủ Thiêm, vừa qua đã được thành phố phê duyệt thiết kế hình tượng lá dừa nước với kinh phí xây dựng ước tính là 1.000 tỷ đồng. Chiều 23 tháng 11, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã có chia sẻ về đề xuất xây cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn. Theo đó, công ty Nutifood sẽ tài trợ chi phí xây dựng cầu đi bộ. Về lý do, công ty cho biết để tri ân người tiêu dùng đã ủng hộ các sản phẩm của công ty trong hơn 20 năm qua. Đây là một hành động hết sức ý nghĩa của Nutifood, tạo được lợi ích cho cộng đồng, ngoài ra còn làm tăng uy tín, xây dựng được hình ảnh tốt đẹp đến với người tiêu dùng, thúc đẩy các doanh nghiệp khác hành động vì cộng đồng. Cầu có điểm bắt đầu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, vượt sông, kết nối vào quảng trường trung tâm phía Thủ Thiêm. Dự kiến cầu sẽ được khởi công vào 2025, hoàn thành năm 2027. Cây cầu sẽ là một công trình sẽ là điểm nhấn cho thành phố, thu hút khách du lịch, phục vụ người dân thành phố. Cảm ơn trước công ty Nutifood, chắc là từ nay mình sẽ chuyển qua dùng thực phẩm của Nutifood thường xuyên hơn.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và bình luận góp ý phía bên dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!